Đụng mày đứng Thì đó là vô cái bàn đã đó xong mà. rồi, chú vô Đó nhà thấy ổng nguyên nguyên hộp rượu bè đi đầy xào không? dừa uống nha cả Ông nhà. kia với Đấy. tôi là phải vô sao vô ra sao mà ngâm tôi mới chịu. Đấy. Đào uống chưa cả nhà? Đấy. Quay cái lậu vô là chim luôn ấy. Là chim luôn. Lại con chim. Là chim luôn. Ăn cái gì vừa hay lắm. Vừa tao bị chết. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em tiếp tục đi xả lúa nữa cả nhà. Thì hôm nay xả sau trường học 2.500 nha cả nhà. Đấy, 2.500 ở Hậu Giang. Thì mấy anh cũng xả xuống tới đó. Thì đang lội vô chăm giống nha cả nhà. Anh đó chăm giống rồi thì đang lội ra xả tiếp nha cả nhà. Thì ở đây thì anh chủ nhà, hôm nay anh đang nói chuyện với anh chủ nhà nha cả nhà. Anh đã anh đổ lúa xong mà anh đang lội ra cả nhà. Thì vô ông bà đây là đổ lúa lội ra thì mệt rồi, cũng muốn xuống gần tới cả nhà, được nửa miếng rồi. Thì mấy anh trên bò đi trong bờ cây rồi mấy anh chạy giống nè. Anh đang gọi lại bao giống không anh, dắt giống mình chia ra đổi vô máy nữa. Sướng sướng đâu bạn đủ mà chạy giống bắt tao vô tới bờ. Chạy giống bắt người ta lội vô tới bờ mới chịu à. Hên á, hên là tại lội hết khúc ruộng thôi mang dép chạy giống luôn. Thì trong đó cái đỏ đỏ nhà đỏ đỏ trong đó là cái trường học 2.500 nha cả nhà. Lộ dẫn ở trong nè. Sang rồi. Chạy quá trời luôn rồi, kêu như ông bầu luôn. Anh chạy giống trên bờ sướng không? Đứng chống lạnh không? Còn anh kia lù lù nữa. Anh hai cắn hai. Rồi hết giống nữa cả nhà. Anh đây ra sao? Anh còn. Anh đây là lội ra là xa hơn anh trong bờ nha. Anh đã lội ra tới. Anh đó lỗ giống mà máu trong quần luôn. Anh đây lội vô để giống tiếp.
Anh chào cả nhà. Ở trong đó thì có cái vườn ganh nước đó cả nhà, nước hàng chừng 5 tấc, hai bên đó thì nước nông. Đang trồng giống cả nhà. Hai miếng giường luôn cả nhà, giữa gỗ hai bên hai miếng giường luôn. Chạy hú hú hú, máy là dòng máy su hết xi nha cả nhà. Đây, hai cái máy này mua cặp máy này mua một lượt nha. Em chặt dừa để sẵn cho anh uống trong á. Rồi, hết giống nữa nè cả nhà. Anh đại à, gai gỗ đỏ rồi cái là dạ. Đang đi xịt nha. Đổ vậy? Đổ lú luôn hả? Đổ lú rồi đó hả? Vô nhiêu có đủ nhau rồi. Không nữa. Có ai làm vậy? Đồng ý đó. Qua chút nữa, qua chút nữa. Bỏ anh dư một miếng nè cả nhà, gạo lại cho hết giống như chủ nhà luôn nha. Dạ xong rồi chú nhà ổng cho dừa uống nha cả nhà. Đây là phải vô sao vô ra sao mà ngâm tôi mới chịu uống dừa cả nhà.
thằng quay cái lậu vô. Là chim luôn đây. Là chim luôn. Lại con chim. Nói sao mày? Nói gì nói. Ông vô đâu không nói gì nói. Thì anh muốn nói gì anh nói chứ. Đâu ai hết đâu. Có mày mà. Cháu uống ngồi ơi. Chú. Mời cả nhà dùng nước chưa? Ở dưới anh em mình. Được không? Được không? Đăng lên bà nội đi chi đã đó. Trời ơi nó ngọt. Ngon. Quá ngọt. Kiếm ơi. Em trái nãy uống chưa hết nữa kìa. Thằng ông nội không, chú nhà mới uống. Mẹ đứng ngoài bên đó. Ai dựng mít mình vừa của mình nghe cả nhà. Có dịch đi ngang đây ghé uống vừa. Mà dùm luôn. Chúng này chứ không chạy chạy nó chú nhà mới uống rồi. Gì đấy? Cái gì? Vô mãi lỗi nữa mình mái mình chết. Vừa mà bên 7 ngàn chạy về. Mình mới thả xong uống vừa. Chào cả nhà. Mệt quá cả nhà ơi. Mệt quá. Tôi đi nửa tiếng tôi mới về tới đó. Mời cả nhà uống nước vừa cả nhà ơi. Mệt quá chủ nhà để chở tôi đi chứ. Anh em uống nước vừa xong rồi lẩu xuống vẹt nước cho tôi. Rồi coi tiễn ba cái mít giùm mà nghe. Má trong chủ. Chịu ba không có bị uống rồi nè. Thấy đi có gì cái đợt sau á chú điện đi con chạy vòng đường này qua tại vì không xài dài cảnh bên đây nè điện cho ăn thôi giờ biết đường không cha được tại em mới bắt cá cho mình là chú nhà thì giỏi được mấy cái lú cũng được mấy con cá cả nhà nhiều á mà chiên xù làm xương xương ha cùng dân luôn cho bà chủ ăn mày đưa cho kiếm cái cho thằng youtuber nhỏ nó đây nó làm rồi nó đây uống đây ông chủ đưa thì uống đây kiểu gì chứ con chặt nhiệt tình đó hả không bò cái mày quá trời vô có chủ nhà chú rồi hết biết sáng giờ mấy anh em được không tài trời ơi xịn trơn về chú ơi hai vụ hai trái tặng trái nữa tặng trái nó đây còn trái nè lấy trái hạnh này nặng bỏ vô mấy anh em cũng xả xong rồi chú nhà chú uống nước dừa cũng xong rồi cả nhà rồi mấy anh em mình đi vô cả nhà ê cha chú thấy không vậy mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn cả nhà và đừng quên cho mình một like và đăng ký cái chia sẻ nha cả nhà rồi bye bye cả nhà.